Sáng ngày 8 tháng 11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, y tế, lao động, thương binh và xã hội, thông tin và truyền thông. Theo đó, trả lời các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, mạng xã hội, truyền thông trên mạng xã hội tham gia đã lấy đi 70% nguồn thu quảng cáo của các cơ quan báo chí. Các cơ quan báo chí khi bắt tay vào làm đặt hàng lại gặp những vướng mắc khó khăn do vướng ba thông tư liên quan đến định mức kinh tế kỹ thuật. Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông nhìn nhận, Bộ đã nhận ra được vấn đề này và xin nhận trách nhiệm đã ban hành thông tư, nhưng khi thực hiện gặp khó khăn. Về giải pháp trước mắt, Bộ trưởng cho biết, trong quý 1 năm 2024, Bộ Thông tin Truyền thông sẽ sửa xong 3 thông tư này theo hướng ban hành hướng dẫn, để các cơ quan báo chí chủ động xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, phối hợp với Bộ Tài chính sửa đổi các nội dung liên quan đến Nghị định 60 về ban hành giá, để đơn giản hóa thủ tục hành chính. Về lâu dài, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cho rằng, cần phải thay đổi cơ cấu nguồn thu của các cơ quan báo chí, thay vì chỉ dựa trên nguồn thu quảng cáo, đó là thêm phần đặt hàng. Sắp tới khi sửa đổi quy định, Bộ Thông tin Truyền thông có đưa vào quy định, các mạng xã hội khi sử dụng các sản phẩm báo chí phải có thỏa thuận với các cơ quan báo chí.